mới nấu xong nó khỏe. Thì chúng ta hai bình trà đó là bình trà cốt của chú. Cốt nghĩa là bình trà. Nên là tôi làm một đêm mà đêm nào mà đã ngủ được mà khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ đó nó khỏe chứ là. Tối ba ngủ 3 tiếng à. Ngủ 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ ráng sao mà rồi bớt công việc và bớt cái gọi là trách nhiệm nặng nề á. Ví dụ mình làm gì cái mình nghĩ đó là trách nhiệm mình phải làm cho nó rồi á. Tự mình làm chủ làm tới lấy mình thì thiệt đó chứ ai về làm gì cũng phải muốn cho nó rồi phải không? Đó là cái nó lo. Tôi nói thôi để ngủ giấc đi 3 giờ dậy gói bánh. Cái rồi cái sợ nó sợ 3 giờ gói rưỡi 3 giờ cái nằm nướng á. Cái thôi cái vậy mới có 11 giờ rưỡi à. Ngủ là 10 giờ mới 1 rưỡi dậy sớm quá. Nằm ở đó tới 12 rưỡi. Quyết định phải làm tới đúng trạm. Ồ dậy sớm lại làm hả thầy? Làm thì cuối cùng đến 12 rưỡi làm tới 1 rưỡi xong. 1 rưỡi xong nó ra luộc luôn. Làm bánh luôn cho tới luộc cái là dặn lửa nhỏ thôi. Tới 6 giờ sáng mới dớt nè. Thôi thành là đêm gói cái sáng có là có liền đó. Có liền đó. Ngày hôm qua thì gói đậu xanh, tối nó gói chuối nè. Nhưng mà đều có cái hai loại chuối nó khác nhau. Nhau là để cho phải không? Ông nói cái gì cái, bởi vì hồi xưa giờ tại sao nếu gói chuối già nó ngon á thì ông bà mình đã gói chuối già là từ đâu đi kiếm chuối xiêm thì nó cực, thấy giữa chuối già chuối xiêm không? Hai cái nó khác nhau là thấy không? Nè chuối dầu cái đằng nào là chuối già là chuối xiêm. Cái này chuối già. Chuối xiêm. Chuối xiêm nó mới chín thì nó. Bây giờ nó không chín nè. Đúng rồi. Bây giờ sao cũng không, chuối già lại chín, chuối kia chuối sáp nó không chín. Chứ là chuối sáp khác là chuối sứ chuối xiêm nè. Mà chú ăn thử hai thử nha. Bây giờ tạm thời thử nha. Tôi kinh nghiệm làm hoài làm riết chứ bây giờ chú sứ không mình không sứ này nó không có sao bây giờ. Bây giờ thử cái này trước đi. Nè. Ông thử chú này đi rồi ông thử chú sứ. Để là cho ý kiến coi nó như thế nào. Chứ bây giờ mình không có chú sứ thì phải vậy thôi biết không? Mua chú sứ. Mua chú sứ cái nãy nó giống như là đồ mà đồ chú non vậy đó. Nó cũng ngon. Nhưng mà nó làm sao á. Có mấy ông mà tôi mới cắt không có mấy ông không có ai ăn. Tôi ăn lên đường chết luôn. Em nó tuột đường nó tuột phải lên đường khỏi mà tuột đường không đường nó rung luôn không tuột là rung chứ rung nè đúng rồi đói bụng nó kiếm nhang vô liền vậy là phải tuột đường đó là thầy đang bị tuột đường vậy đâu có đủ đường đâu lên được kiếm gì ăn liền nữa nó hơi rung luôn vậy là ông bị tuột đường nó chạy vòng vòng đó Ồ sáng thì chưa có ăn phải không hay sao mấy nay ăn toàn ba ăn bún thì nó không đâu nó thiếu chất gạo rồi đều là bún đó là gạo ăn cho nó lên đường lại ngồi nghỉ nghĩ làm kiếp người mà nó còn ngao ngán chứ làm kiếp con gì nó khổ nữa đó nó kẹt đó, mình không biết ví dụ như nó là cái con vật đó nó không biết cái nghiệp của nó là thí dụ như phải mang lông đội sừng con người mình nó có gì nó khác trong người thế là nó ngứa nó nhột muốn chết hết chưa ha mà vậy mà cái con kia nó phải nhú cánh nhú lông suốt đời, suốt cái đời, cuộc đời đó vậy, dầu đời đó là ngắn ngủi, nó khó chịu cỡ nào hết ta. Nhưng mà cái nghiệp đó cũng phải gánh chịu thôi chứ làm sao. Nó còn chim á, từ khi mẹ sanh ra tôi thấy mấy chim con nè, nó tới khi mà nó lớn lên rồi nó rong nó rú ra nó khó chịu lắm chứ bộ. Nó đâm từ ở trong ra mà. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi cái nghiệp của nó thì nó cho nó là đã sao hả? Biết sao vậy? Mình đâu là nó đâu biết. Dạ, chính xác. Nhưng mà khổ, nói chứ nó biết nó khổ mà nó đâu làm gì được hơn. Giờ ví dụ như giờ ngứa quá đi mình gãi, mình sẽ gãi riết trầy da, trầy gãi riết nổi sải, gãi riết chảy máu, mà thì gãi chứ làm gì khác hơn được, thấy không? Rồi cuối cùng thì cũng đâu có chịu đựng, cũng mình tự mình chịu đựng thôi chứ. Nhưng mà có cái nghiệp đó thì Đức Phật có nói á, mà có những người mà cái nghiệp họ là người cùi á, người ta phải chịu về gãi vậy đó. Thì họ thích hơi lửa, thì họ thấy là có một cái người đó, họ mỗi lần mà họ ngứa lên vậy họ là họ hơi lửa, để cho nó ngứa thêm, rồi họ ngứa thêm rồi họ gãi, cho nó chảy máu vậy đó, thì họ cho đó là họ sung sướng. Đã chứ thầy? Thì đã thì sung sướng. Cũng như cái người lành thì họ thấy đó là khổ sở, nhưng mà cái người nghiệp dữ thì đó họ cho là sung sướng. Hello, yeah, Dan Nguyên, yeah. Please, Linh. Thôi ông, Ly. Gọi là người đó. Ly gì? Điều Nam đi đâu á? Mấy giờ? 11 giờ rồi. Không mà lâu nghe máy rồi không chứ không? Đi tòa án hay là... Hello, Dan Nguyen. Please leave me a message. Thank you. Sorry, mailbox is full. To send an SMS notification, press 5. Đầy nhóc mà không chịu tắt bớt, nó đầy nhóc. Nó đâu có nghe mất thiệt, đâu có nghe voice mail đâu. Không lẽ mà không nghe không? Tin nhắn thì không đọc. Ý tôi chơi ăn bánh phòng, uống nước trà đắng mới ngon làm sao á. Là lấy mứt nữa nó ngon nữa. Bởi vậy uống rượu phải có tri kỷ tri âm, uống trà cũng phải vậy. Thì có mình nói knock out rồi cái này đi làm. Trà tao rượu tối không hả? Yeah. Nhiều khi cũng rồi mình đừng có nghĩ thôi, mình nghĩ tới sâu xa, nghĩ hả, mình nghĩ thì nó biết bao nhiêu điều vọng xảy ra ha. Giống như cái cô Phật tử bên Úc á, hôm nay cô hớn hở, cô vui mừng ghê lắm. Trong tới ngày tới giờ để qua thăm tôi là ở chơi đây, đụng cái bây giờ phải vô quá chắc rồi. Con lừa con thành khí gì đâu nó tiêu tan hết trơn rồi. Đấy không? Sĩ hả? Sĩ ơi! Ủa sao nói bữa nay tôi không có chừng Ngọc Thành thì mới gọi, tôi đâu biết đâu. Trời ơi, em nói là tới 2 ly cầm, nói vậy. Không nghe, cho cha rồi tôi không nghe cho nên là tôi còn thông dong, tôi tới uống trà với thầy nè. Đã mới được bài trà nữa rồi, trà dư rồi. Bánh hậu chứ phải tủ hậu. Vậy vậy mai không? Mai rồi. Ok, cho đi, tôi không có nghe, tôi nghe và tôi tới rồi. Rồi ơi, tôi trà. Ok. Ta chiều còn đi thay vỏ xe rồi con đà la nữa. Mà đi vậy cái là nửa đường của ổng dở dang của ổng đó. Có ăn mất ha? Dạ thôi thầy, con ăn bánh tét cái uống trà này được rồi. Nếu ăn để ngưng cái đó đi đàng hoàng tới cái này mới ngon. Cái nào? Thử bánh tét là chú xứ đó. Thầy nói trà đậm đây không? Rồi đó đậm, hai cái đó đậm đó. Đừng uống bình này, bình của tôi, bình này lần đấy nè. Chúng nào tôi hai ông rồi tôi mới tới. Giờ này ông gọi 11 giờ rồi ông mới gọi chết rồi. Con cứ nghĩ bữa nay ông lại còn lên chút xíu chuyện đó. Thôi để ông làm chứ lại làm nữa. Thì làm không hết ngày nó kỳ cục. Nói lắm, mình nghe thì nó dễ. Khi mình không có đụng hoàn cảnh đó mình thấy nó dễ lắm. Nếu mình đụng hoàn cảnh là bác hậu quá phải lộn người ta bác sĩ không đã kháng lệnh xuống rồi nữa rồi hồn phát từ tiêu tán hết trơn thì phải tĩnh tâm lại để mà đó thấy rồi. Rằng cái đó nó không có quan trọng, nó hơn trong quan trọng chỗ nó cho tôi gọi không, nếu tôi nói chừng nào con khỏe mới gọi thầy nghe không. Còn mình cũng lo, mình không biết thì thôi biết không? Mình biết mình gọi là mà không thấy không mát. Thời gian mà điều trị đó là không được đi ra khỏi nước rồi nha, ngỡ có gì cái người ta trị dọc đường không được thôi. Thế rồi có phải gì Việt Nam còn bao nhiêu nhà cửa ông bà tổ tiên đất điền để đang tranh chấp sự kiện. Yêu cầu bác sĩ cũng kháng xuống câu thôi rồi. Mọi thứ là nó bay hết trơn hết trời. Việc bay hết bây giờ làm gì nữa giờ? Bây giờ cho thầy có giành được đi chăng nữa nó cũng bay. Mà thầy không giành được đi nữa nó cũng bay. Đó đến lúc đó nó mới trở thành trở về với cái chân ngã. Cái chân cái ngã của đạo Phật là gì là không đó. Bệnh là tu thật sự. Tại Đức Phật cái người mà tu mà đạt tới đạt cư sĩ mà đạt được là ngài cấp cô độc. Cái gia tài ông giàu vậy đâu phải không? Ông lấy vàng ông lót để ông mua cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà cho Đức Phật đó. Nhưng mà chú có nghĩ rằng tới một giai đoạn á, giai đoạn ngài không có đủ cơm ăn, vẫn nghiệp theo nghiệp vẫn trả sáng cơm chiều cháo, nghiệp vẫn trả như thường chiều cháo. Cái quả mà biết bao nhiêu người đó là do cấp cô độc phải làm phước quá đi, cũng bị ông cấp cô độc là ông làm phước mà. Ông làm phước mới được danh là cấp cô độc. Phước quá đi rồi cúng dường cho Phật nhiều quá, cúng cho chư tăng chứ Phật thì ăn gì, giống như cúng cho tăng đoàn. Cả ngày là mà ông không có đồ ăn là ông cúng dường. Thành ra biết bao nhiêu người ngoại đạo nó cơ hiềm nó nói để cho ngài lung lai cái ý chí ngài đó. Nhưng mà ông đâu lung lai. Cho tới mức độ mà thấy nghèo, sáng ăn cơm, chiều cháo mà chiều thải nắm gạo vô, nấu cháo mà cả nhà ăn vậy đó, cả vợ chồng, dâu, con ăn. Phật nghe tới tay Phật mới bảo với thầy á, thôi né cấp cô độc quá đi, khất thực đừng đi sớm đó. Vậy chứ mà nghe đệ tử Phật đi khất thực là ông ra cúng dường à. Cúng dường cái Phật cũng cúng dường. Phật nó né đi, để trong còn cơm gạo ngang á. Rồi cái Phật cái hạt thì kheo không có đi đó. Ông vợ Kỳ Di ông khóc. Rồi Kỳ Hòa Thượng Sao khóc nơi Đức Thế Tôn với chư tăng thì không có thương con nữa sao? Mà không để cho con có cơ hội làm phước. Nói vậy thôi chứ cái sự chứng đạt của câu đọc thì biết thương như là thương như thế nào, đâu phải thương cái kiểu vậy, nhưng mà ngài vẫn thể hiện là mọi việc vẫn nói. Cho nên cái người càng chứng đắc, càng thông kinh điển, càng liễu ngộ đạo lý là càng rất là bình thường. Không có văn hoa, văn tự, văn quẻ, văn què gì hết trơn á. Có nghĩa là người rất là bình thường, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ hành động rất là bình thường mới gọi là bình thường tâm là đạo đó, thấy không? Cho nên ông dẫn lại, nó khơi dẫn lại mà rưng rưng hai hàng nước mắt nữa, bà Thế Tôn mà. Ông nói từ ngày con nghèo tới giờ Thế Tôn cũng thương con nữa sao á. Thì cái gì là cái tình thương của Thế Tôn là thương như thế nào? Đâu phải thương cái kiểu như người đời. Đại ca, ai ở trên này chưa? Trời đất ơi, thầy ông nói ông khui bánh rồi mà người đâu không thấy gì hết trơn trọi nè. Ông nói ông khui bánh rồi mà không thấy người đâu hết nè. À, có nhà thương, anh ngồi giúp thầy giúp tôi đi, 1-2 giờ tôi đi xuống rồi. Thầy đã không nổi 1-2 giờ. Tôi không có xuống nhà đâu anh xuống. Rồi anh nói thằng Ngọc, vợ thằng Ngọc điện thoại số mấy, ê, thằng Ngọc có tên gì để mình vô thăm nó đó anh? Tôi không biết, nhưng mà tôi không biết tên là gì cả, nhưng mà tôi nghe nói là nó được chuyển tạo về rồi, tức phần sau chết rồi. Tức là sao? Tức là lắc xích nó chơi rồi, nó bị sốt 2 lần rồi. Tuần sau hả? Giờ cái não nó không có hoạt động nữa. Tại giờ tuần sau chết. Thì đâu biết chỗ nó đâu mà đi thăm nè, bây giờ nó về nhà rồi phải không? Hả? Sao nói nó về nhà rồi tôi không biết tên làm sao đi thăm? Hả? Không biết tên nó làm sao vô thăm nó? Thì vậy, còn cái con mà bị ung thư thì chết rồi. Rồi sao? Chưa kìa, chưa 2 ngày chết ta. Lẹ quá, bởi vì bác sĩ nó chơi rồi, đúng 2 ngày chết. À, bác sĩ Mỹ chơi lẹ, chơi là chết liền à? Không, chơi 2 ngày á. Còn Ngọc thì biểu tuần lễ hả? Thằng Ngọc thì về nhà rồi, bữa nay về hay mai về? Bữa nay về hay mai về? Không, bữa nay về hay mai về? Hả? Nó bữa nào về? Tôi không biết tên nó gì, tôi biết tên nó, tôi biết tên rồi. Anh biết số điện thoại con vợ nó không? Hả? Không, là bệnh viện nói không có được đâu. Tôi không biết nó gì cả. Bệnh viện nói nó hụt vậy đó, trong bệnh viện nó không. Bây giờ anh cho tôi số điện thoại con vợ nó đi, tôi gọi con vợ nó để tôi đi biết chỗ nó đi thăm nó. Tôi không biết số điện thoại của vợ, tôi không biết gì cả. Ồ, cái gì? Người ta nói là sẽ gây thương, người ta không cho tôi biết tên. Không cho anh biết tên hả? Nó tên Mỹ, tên Tàu gì nữa là sao? Hả? Bà Hòa bà nín luôn tới bữa nay đâu có trả lời tôi đâu mà nói. Bà Hòa. Thì tôi nói chừng nào có cái điện thoại của con vợ nó thì điện cho hay chừng nào bà đi thăm. Bà cho tôi hay tôi đi với bà mà bà làm thinh tới bên ai mà. Thì tôi cũng chỉ biết bác sĩ thôi chứ tôi có biết tên họ nó là cái gì đâu, ai đi hỏi họ mày là họ gì đâu. Không biết luôn á. Thầy đi kiếm ổng chi nữa trời, ổng thăng thiên rồi. Thôi ổng thăng thiên rồi, phúc ai nấy hưởng đi, phúc của anh hưởng đi, còn cái họa của nó để nó gánh. Rồi, nhưng mà giờ mình chia sẻ bớt cho nó đi. Anh sẽ được không? Anh sẽ được không? Anh sẽ được. Anh sẽ được thì anh tới đây đi với tôi sẽ phụ nó nè. Trời ơi, ông ngon không? Ông ngon không? Bồ Tát người ta còn chưa dám nói câu này. Bác sĩ Mỹ mình nói 1 tuần là 1 tuần mà 2 ngày là 2 ngày hả? Không, có khi nó nói 6 tháng mà sống hoài không chừng nữa. Khoa học mà không thể nào nói 1 cộng 1 mà. Nhưng mà đa phần là nó nói trốn bác sĩ Mỹ là nó nói liên em đâu. Đó, thì nó nói vậy thôi chứ không chính xác đâu thầy. Có khi là xác suất của nó chính xác, có khi xác suất không chính xác. Ôi, không? Dạ. Thôi được rồi, để tôi đi kiếm bà tôi hỏi anh ơi. Ok. Ok, thank you anh, thank you. Hả? Thầy hả? Ở đây nè, ổng ở đây nè, ổng không có đi về Việt Nam, ổng nói. Ổng nói chờ gặp anh rồi ổng mới đi, ổng mới thăng thiên. Ổng bàn giao tài sản lại cho ông để ông thăng thiên chứ không thôi là ông ngoại. Nó quên hết đi bệnh viện để ra. Trời, ông này bí mật lắm thầy ơi, thầy dễ gì thầy nghe được tin của ông đâu. Trời, ông nói người ta nói thôi, người ta là ai? Người ta là ai mà chính xác tới cái mức tự... Bác sĩ mới nói hai bữa tới bèo. Thì ông này nói tên, trời ơi, mà nghĩ bà ra không? Nói rồi, không, rồi gọi chung. Con gọi bà ba con hỏi. Hello chị ba. Dạ. Trời ơi sao chị Thâm Ngọc chuyển cho tôi đi với. Má ơi tôi có được cái Thanh đâu, tôi nói cho anh nghe. Ông về tôi với Liền nó còn nương bực mình với con vợ nó rồi thì nó cứ nghĩ bậy bạ, nó nói chứ sợ nhiều khi nó ghét mình cái vấn đề mà mình hứa mình đi chăm cứu gì với cái ông thầy đó mình không đi được, giờ thành ra nó không chồng số vườn. Tôi gọi nó không bắt. Rồi tôi gọi số vườn của Ngọc nó cũng bắt, rồi tôi hỏi cậu là cậu cũng nói cậu học với nó hồi đó thôi chứ bây giờ cậu cũng đâu nhớ tên tuổi nó gì đâu. Thì cái tối đó nó mới gọi tin lại với Hiền sao không biết nữa, rồi cũng Hiền ngủ, Hiền không bắt nó. Rồi tới hồi ngày mai Hiền nhắn lại nó có gì con gọi lại cho cô. Rồi lúc cùng nó không nhắn, rồi bây giờ Hiền gọi biết nhiêu lần, tôi gọi biết nhiêu lần, nó đâu có cho mình biết đâu. Không, bây giờ có lúc nè có... Bác sĩ nói một tuần lễ nữa là xong rồi đó. Đó hả? Ừ, bây giờ đó là bữa nay hay ngày mai là nó được trả về đó, là chỉ có lo hậu sự thôi. Ừ, tại nó bị stroke 2 lần rồi, về não không hoạt động. Rồi ông đi với ai mà không biết. Bây giờ cái ông đang ông cho hay mà ông không nói cái con vợ nó đi tên gì, điện thoại số mấy, tôi đi kiếm nó làm sao, tôi vô bệnh viện tôi biết kiếm thằng nào đó tên Ngọc rồi. Rồi làm sao đây? Tôi hỏi Hiền chứ mày có đi qua bên nhà nó một lần nào không, nó nói có đi một lần mà bây giờ nó không nhớ đường đi. Tôi nói bây giờ phải chi mà mình biết tìm neo của nó đó, mình tới tìm neo nó cũng đúng rồi đều. Nếu mà anh nói chuyện đó thì chắc nó nghĩ làm, nó lo chuyện chồng. Mới tức thì đây nè, ông đang cho tôi hay là người ta nói cho ông biết là bác sĩ chê rồi. Trời ơi ghê gì trời. Nằm một tuần lễ nay rồi, bây giờ bác sĩ chê rồi. Nó não không hoạt động nữa rồi. Nó chết rồi. Thì tôi nói, thì bữa đó tôi nói với ông là tôi nói ông thấy ông mà bị đột quỵ mà trong khi làm kiểu đó mà đưa vô tuần lễ mà nó không cho người nhà vô thăm là phải nặng lắm. Thì nặng đó, bây giờ là não không hoạt động rồi đó, người ta chê rồi đó, người ta trả về đó. Mà không biết bữa nay hay ngày mai về nè. Thành ra bây giờ mình vô bệnh viện thăm không được thì về nhà thăm thôi à. Mà nó không đưa về nhà, nó đưa qua hospital chờ thôi đó. Đúng rồi. Không biết là gì. Đó, cái nhà chờ chết đó, nhà nằm chờ chết đó. Dạ dạ. Thì ngẫm lại vậy bà cụ Hòa có phước thấy không? Bữa nay cái người vô thường bà không, bác sĩ đã chạy bà chỉ chọn ở chỗ nhận bà thôi, mà mai là không có chỗ nào nhận, cho nên bà còn sống mấy chục năm nữa, bà đừng có lo nghe bà. Bây giờ chị cho tôi số điện thoại của con vợ nó đi, tôi gọi thử coi. Qua. Chị nhắn qua cho tôi cái số điện thoại của con vợ nó, tôi gọi tới cái chị ba. Để tôi hỏi nó tên gì, cái chiều tôi đi thăm liền à. Dạ. Nha, ok. Nghe không, nghe vô thường thấy ngán chưa. Lúc này có ai cứu được đâu. À còn không cứu được đó. Mà nghĩ chú không? Do cái mình chú Ngọc là chú ăn rất kỹ lưỡng. Tập thể dục là ngày ông đi bộ, ông nói tôi là ngày ông đi bộ là mấy cây số nghe. Chính xác. Ông tập võ. Dạ. Ông ăn kỹ lưỡng, không bao giờ ăn cái gì mà bị bạ đó. Mà còn đây gần đây nữa là ông đang còn biết chi tiết, tức là vợ chồng không ở với nhau, không ăn cơm chung với nhau luôn. Không có nghĩa là ông nguyện, cái đó ông nguyện ông quyết định là tuổi về già rồi là thôi giờ hai vợ chồng ly thân. Kỹ lưỡng vậy đó mà rồi tới giờ cái số thấy chưa? Nếu phải chi mà nó ăn uống không kỹ lưỡng hay là thì quan dâm vô độ. Vậy mà mấy người vô độ lại sống dai. Thế vậy thì mấy người mà có khi nhiều người trác tán là sống dai nữa nghe. Trừ ra vua chúa là xưa thôi. Có lời ra nói không được hả ta? Trời ơi, ông nói điều này để con coi lại coi coi. Ngày mai con kêu ông đang ông coi thử coi ông trát được bao nhiêu tán rồi. Nó, sao ông sống dai dữ vậy? Chú Ngọc là chú mà mở miệng ra là không nói hại ai nè hay không, vì tôi ngày tôi gặp ông tôi biết đó, thấy gì cũng không thèm nói nữa nghe, rồi biết cái chuyện đó vậy mà cũng không thèm nói nữa nghe đó, vậy đó phải tiên mà thị phi nha nhã thì không nói. Lô anh ba ơi nhắn 412 8095 412 8095 hả? 757 đầu phải không? Dạ. 412 8095. Ok, ok dạ. Chị để tôi gọi liền cho nó. Okay. Nướng 12809 nào. Ô bánh tôi nướng bánh mình tôi ăn đó ta. Tại con đang mua này chút. Vợ nó tên gì không biết nữa.